Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong buổi trưa ngày hôm nay, trưa ngày 21 tháng 5, kênh học của Tuấn Online sẽ gửi tới các bạn tất cả là 3 ván đấu của hai kỳ thủ. Trong ván thứ nhất, mình sẽ gửi tới các bạn một ván cờ của ngoại tinh là khách của Vương Thứ Nhất khi anh giao hữu với một đối thủ hâm mộ trên ứng dụng Thiên Tiên Thượng Kỳ. Và trong hai ván đấu sau đó, mình sẽ gửi tới các bạn hai ván hậu thủ bình phong mã đỉnh cao của số 1 của thời kỳ trước, đó là Hồ Vinh Hoa. Ông được coi là một trong những huyền thoại cờ tướng hàng đầu của Trung Hoa kỳ nghệ, đã từng có 14 lần vô địch quốc gia. Đây là một thành tích rất khó vượt qua đối với những kỳ thủ trẻ. Ở trong ván đấu đầu tiên này thì mình sẽ gửi tới các bạn là Vương Thiết hậu thủ. Bên đỏ đi tiên lập tức chơi phương án binh 7 tiến 1, chơi tiên chỉ lộ. Vương chuyển pháo 2 bình 3, bên tiên tiếp tục chuyển tiếp pháo đầu. Vương thượng 3 tiến 5, đây là một trong những cái định thức khai cuộc rất quen thuộc của cái thế trận đi hậu chống lại tiên chỉ lộ. Mã 8 tiến 7, mã 8 tiến 7, mã 7 tiến 6 và Vương từ đây đã ra xe 9 bình 8. Mã 2 tiến 3, mở bình 7 và xe 1 bình 2 ngay. Ngoại tinh lai khách bỗng nhiên xuất chiêu, anh đi phương án 6-8 tiến 4, khống chế cao điểm. Về sau sẽ có thủ pháp đập tốt đầu, phản công. Ở đây thì bên đỏ đã sai lầm vô cùng mạnh bằng phương án, đã đi phương án sai lầm mã 3 thoái 1 để có thể tranh tiên. Đúng ra đây là hình cờ mà bên đỏ sẽ có thể cân bằng khi đi được cái phương án mã 6 tiến 5. Khi đó thì bên đen ăn qua thì bên tiên người ta sẽ có thủ pháp vật pháo lên chiếu tướng ngay, ép vương phải lên sĩ và chuyển tiếp được con pháo 5 bình 4 qua. Cái đường cờ phân bình 4 ở đây là tránh xa đường mã quy, đồng thời là sẽ lắc qua cái lộ 4 quan trọng, về sau có thể tùy thời cơ để có thể tiến cản mắt tượng hoặc là thoái pháo về. Đây là cái hình cờ mà bên đỏ có thế công cũng khá là mạnh. Ở trong thực chiến thì mình sẽ cùng các bạn phân tích cái hình cờ sai lầm của bên đỏ. Đây là một trong những cái sai lầm khá cơ bản mà có lẽ là nhiều bạn cũng sẽ dễ mắc phải gặp phải những cao thủ hàng đầu. Ở đây thì bên tiên đã sai lầm khi đi đất cờ là mã 3 thoái 1 để tranh tiên. Bên đen ngoại tinh là khách vật ngay, tiếp tục là một tình huống sai lầm tiếp theo. Bên đỏ đã vật pháo ngược trở lại của bên đen. Ở đây thì nếu mà bên đỏ tách qua đây thì sao? Khi đó thì bên đen của ngoại tinh là khách vẫn có thể đi nước cờ là pháo 3 tiến 3 ngay để đe dọa khóa chặt trận hình của bên tiên, lại thoái về thì sẽ là trong thoái 1 thôi. Vì sau cái hình thế này là hình thế mà bên đen sẽ vô cùng ưu thế. Trong một diễn biến khác, ở đây thì bên đỏ đã sai lầm, liên tiếp sai lầm, anh ta đi đã cờ vật pháo chủ tướng của Vương ngay. Ngoại tinh lên khách thì không lên sĩ, anh đã đi đã cờ là phế xe để tạo hình ăn qua và chuyển tiếp là mã 5 tiến 4. Tới đây các bạn thấy được là mặc dù bên đen của ngoại tinh lên khách mất xe nhưng mà đang có thế pháo trống, đồng thời con mã ở lộ 4 cực khỏe. Mã 1 tiến 3 bắt pháo và pháo thoái 2 rút về vị trí an toàn, đang phục rất nhiều những thủ pháp để có thể tạo hình công thế. Bên đỏ lo ngại phương án tiếp theo, Vương có thể phát triển nhảy mã vào đầu tượng và thoát đi điểm ngoại tà bắt xe, đã đi phương án là hoành xe trợ lực. Vương tới đây đã có hai tình huống cờ có thể chơi tiếp, một là phương án nhảy mã trước mã 4 tiến 3, đây là cái hình thế mà về sau Vương sẽ có rất nhiều điểm đánh như thoái tượng về. Ở trong thực chiến thì ván này cứ diễn ra trong 13 nốt nhạc thôi. Ngoại tinh là khách đã vật pháo cướp tốt ngay. Bên đỏ nếu mà lên tượng thì có thể phòng ngự lâu hơn. Nhưng mà trong cái thực chiến ấy, thì bên đỏ đã đi nó cờ là bình xe qua bắt mã để chiếm lộ. Thì Vương lập tức tung chiêu, anh nhảy phương án mã 4 tiến 3. Tới đây thì đang dọa hai đường cờ, một là bình con pháo vào ở trung tâm cũng là pháo lâu và vật tượng thì cũng thua. Các bạn thấy được là bên đỏ tới đây đã hết cách để có thể đỡ được. Lên đây phế xe cũng không được, phế xe thì bên đen người ta vật tượng thôi thì tướng cũng không lên được. Như vậy là trong video ngắn này thì mình đã gửi tới các bạn ván số 1. Đây là một cái ván hậu thủ thắng rất nhanh của kỳ thủ số 1 đường thời. Và trong hai ván đấu sau đó sẽ là hai ván có chất lượng chuyên môn rất là cao, khi mà bên Hồ Vinh Hoa sẽ dùng bình phong mã sở trường để chống lại một trong những cái khai cuộc rất mạnh của bên tiên, đó là pháo đầu của hai kỳ thủ Bức Phụng 3 năm 2001 và danh sư Liễu Đại Hoa, một trong những cái người có lực cờ cực cao của kỳ đàn Trung Quốc đánh tại cái mùa giải 1989. Sau đây xin mời các bạn với cả hai ván đấu này. Các bạn đến với ván đấu đầu tiên trong loạt video về Hồ Vinh Hoa. Trong ván thứ nhất thì kỳ thủ Bốc Phụng 3 sẽ gặp
Hồ Vinh Hoa tại cái giải cờ tướng năm 2001. Giới thiệu sơ qua các bạn cùng danh thủ Bốc Phượng Ba, ông được coi là một trong những kỳ thủ có lực cờ cũng rất là cao thâm trên kỳ đàn Trung Hoa thời kỳ trước, là đệ tử của danh thủ Mạnh Lập Quốc, tổ sư của phái cờ Liêu Linh, nổi tiếng là người có lối chơi vô cùng mạnh mẽ, táo bạo. Vào những thập niên 80 thì phong độ của ông rất cao, luôn ở trong cái nhóm đầu của Trung Hoa kỳ nghệ. Ở thời kỳ đó thì Bốc Phượng Ba cùng với Lữ Khâm được đại diện cho Trung Quốc tham dự những cái giải cờ tướng hàng đầu của châu Á và tiền thân của cái giải cá nhân châu Á bây giờ. Trong đó thì Bốc Phượng Ba đã hiện được cho những người hâm mộ thấy được là một trong những cái lực cờ rất là sáng tạo và vũ bão. Và trong cái vật đấu này thì bên tiên của Bốc Phượng Ba sẽ cầm bên đỏ và đối mặt với anh là danh sư Hồ Vinh Hoa, thập tiên bá phóng bất tử lẫy lừng của kỳ đàn Trung Quốc. Bên đỏ đi tiên, Bốc Phượng Ba đã cầm pháo đầu ngay để tấn công. Bên đen của thập tiên bá đỡ lại bằng hệ thống bình phong mã rất là cơ bản: mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2 và phát triển bình phong tròn đến từ lão bá Hồ Vinh Hoa. Bên đỏ cho khởi mã biên, mã 8 tiến 9, binh 7 tiến 1, pháo 8 bình 7 và xe 1 bình 2 đến từ Hồ Vinh Hoa. Bên tiên thì đã ra xe 9 bình 8. Tới đây thì bên đen có hai tình huống có thể chơi tiếp: một là phương án pháo 2 tiến 2 để mở đường cho nước cờ tiếp theo, có thể đi nước cờ là mã 7 tiến 8 để kích xe. Thì trước khi đến với bên đó, mình sẽ cùng các bạn phân tích qua một biến khác mà bên đen cũng rất hay chơi vào, đó là phương án pháo 8 tiến 4 để phong tỏa xe của bên đỏ. Khi đó thì bên tiên người ta sẽ có thời cơ tiến xe lên vị trí cao điểm để ám phục cái thời cơ để cướp tốt đè mã, tạo ra một trong những cái mạch đánh và chuyển hình cũng khá là linh hoạt dành cho cả hai bên. Đây là cái hình thế mà nếu đi vào nó có cái tính phản công rất là cao, vô cùng phức tạp về sau. Ở trong cái biến chính thức thì bên đen của Hồ Vinh Hoa tứ lệnh, ông ta đã đi phương án pháo 2 tiến 2. Đây là một cái phương án mà các bạn sẽ thấy được ngay là sẽ mở đường cho nước cờ tiếp theo là sẽ mã 7 tiến 8 để kích xe. Bên đỏ bắt buộc phải tiến xe lên rồi, tránh đi những cái điểm mã thoát của bên đen. Hồ Vinh Hoa lập tức cho tả mã bàn hà. Đây là một trong những cái lối chơi rất là thịnh hành của thời điểm trước. Bình xe bắt mã, mở binh 3 và phương án lắc con xe 8 bình 2 ngay để cô lập quân của hệ thống xe pháo trục dọc của bên đen. Sĩ 4 tiến 5 và binh 7 tiến 1. Các bạn thấy được đấy, cờ sĩ 4 tiến 5 không đơn giản là phương án phòng thủ, mà về sau do cái đường cờ này mà bên đen đã có những cái thủ pháp đi quân rất hay để chuyển lực cho xe bình qua lộ 4. Bên đen Hồ Vinh Hoa binh 7 tiến 1 để bắt xe, ép xe phải chạy vào lộ 3, sau đó là phương án xe 2 bình 4 ngay. Các bạn thấy được là vị trí phế tốt của bên đen đã mở đường cho con pháo đen trở linh hoạt hơn, ăn qua và lao mã lên. Tượng ăn lên thì pháo đỏ vật mã ngay không được rồi. Chúng ta sẽ cùng xem. Đây là cái hình thế mà có tính phức tạp rất là cao. Sau khi bên tổng tư lệnh Hồ Vinh Hoa đi lên cờ mã 5, mã 6 tiến 4 để phục cái thủ pháp là có thể bắt con pháo lộ 7 và tấn công cực mạnh vào điểm sĩ của bên đỏ. Thì đây là cái hình cờ phức tạp nhưng mà anh Bốc Phượng Ba không đi được cái biến mạnh nhất. Đã tương đối sai lầm khi vật pháo xuống ngay ăn mã của Hồ tư lệnh và để cho ông đã có thời cơ để chuyển tiếp được pháo 8 bình 3. Các bạn thấy được đây là cái hình thế mà bên đen rất là ưu khi vừa thông qua thủ pháp chuyển hình đã mở mặt được con xe đường 8 cực khỏe. Đồng thời khi pháo bình qua lộ 3 thì đang tấn công mạnh vào điểm tượng đơn lẻ của bên tiên. Ở đây thì có một biến khác mà bên đỏ có thể chơi vào, đó là phương án rẽ đốt qua. Đây là cái hình cờ mà nó sẽ khiến cho các mặt trận phòng thủ của bên đỏ nó sẽ trở nên linh hoạt hơn khá nhiều. Các bạn thấy được đánh như vậy thì bên đen của Hồ Tư lệnh sẽ không cấu kết được nhanh quân để chuyển cánh tấn công. Thì rõ ràng là cái hình thế mà hai bên vẫn cân bằng. Bên đen mặc dù vẫn ra được con xe trục dọc khỏe nhưng mà bên đỏ bù đắp lại sẽ là con bình 8 cũng khá mạnh. Ở trong thực chiến thì bên đỏ tới đây đã vô cùng sai lầm, đã đi được cờ vật pháo ăn mã ngay để cho bên đen chuyển pháo qua và nhảy tiếp được mã 4 tiến 3 đang đe dọa xuất cục và đe dọa vật tượng. Đây là cái hình thế mà bên đỏ đã đứng vào cái thế hạ phong rất nhiều. Thoái mã về, Hồ Vinh Hoa vật ngay. Các bạn lưu ý ở đây xe không thể thoái về được. Xe thoái về thì bên đen người ta sẽ rẽ pháo qua, bắt buộc phải chuyển qua rồi. Lên sĩ thì mất xe ngay và cắm đây thì các bạn thấy là cũng sẽ thua thôi, không tài nào có thể đỡ được. Xe không thể ăn mã được, xe ăn mã thì đâm ngay và thua.
lên sĩ thì cũng không được, khi đó thì bên đen sẽ thả mãi của đây. Thì các bạn thấy là đây là cái hình thế mà đánh kiểu gì thì bên đen cũng thắng thôi. Ở trong cái thời khắc khó khăn này thì bên đỏ đã đi phương án cờ là sĩ 4 tiến 5. Chúng ta tới đây sẽ cùng xem Hồ Vinh Hoa sẽ đi như thế nào trong cái bối cảnh đang có ưu thế khá lớn. Ông lập tức đi được cờ là xe 4 tiến 8, cản mắt tượng. Về sau sẽ có thu phục rất nhiều tuyến thủ đoạn để tấn công tiếp theo, như có thể rẽ pháo 3 bình 2 để ghim đáy, hoặc có thể đi được cờ bất ngờ vật phá vào sĩ để phá tan một sĩ của bên đỏ, đồng thời ngự giá thân chinh về sau. Bên đỏ tới đây tiếp tục một đường cờ sai lầm là anh ta đã đi được cờ là pháo 5 tiến 4 để vật tốt đầu ngay, để cho con mã ở lộ 3 bị mất căn. Các bạn thấy được mà khi pháo vật lên ấy, thì vô tình còn mã lộ 3 của bên đỏ trở lên vô cùng yếu ớt. Bên đen đã bình tĩnh xuất tướng trợ công trước, sau đó mới là tiến con xe lên để ba mã thu xe về và vật pháo vào ngay. Đây là cái hình thế mà bên đỏ không thể ngăn cản được sức tấn công của bên đen đang tỏ ra quá mạnh và vượt trội. Lên sĩ và ăn ngay. Pháo thái về thì các bạn nhìn thấy là do tướng trợ công, cho nên là hình này là bên đỏ không thể ăn pháo về được. Trong thực chiến đã phải lắc con pháo 5 bình 6 để che mặt. Bên đen ăn cây ngay để phá tan hai sĩ của bên đỏ. Và hình cờ này là hình cờ mà chúng ta thấy được là đánh thế nào thì bên đen cũng thắng thôi. Bình xe vào che mặt tướng để giữ lộ, chuyển qua bắt tượng. Ở đây thì có thoái xe về thì các bạn thấy là bên đen người ta sẽ lắc qua đây để bắt con tượng này, thì hai tượng hai bên thì cũng không thể phòng thủ thành công. Ở trong thực chiến thì bên tiên của Bốc Phụng 3 đã gác tượng lên và bên Hồ Tư Lệnh lập tức chuyển nước cờ rất cơ bản thôi, đó là bình con xe 7 bình 8 đe dọa xuất cục. Tới đây thì bên đỏ là buông cờ nhận thua, mình sẽ cùng các bạn để phân tích thêm đánh tiếp thì bên tiên liệu có thể đỡ được không. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là đang đe dọa phương án cờ là xe 8 tiến 1 rồi. Đánh tiếp thì có thể lắc qua đây. Đây là cái thủ pháp duy nhất để có thể phế quân, để im mong muốn cầu hòa, nhưng mà rõ ràng có đánh như vậy thì với hai xe cực khỏe. Bên đỏ mặc dù bù đắp được là có tới 4 đầu tốt, nhưng mà với hình thế này là hình thế mà chắc thắng dành cho bên đen của Hồ Vinh Hoa. Như các bạn đã thấy với hệ thống song xỉu đều vỡ nát thì bên đỏ không thể phòng thủ thành công. Ngay sau đây mình sẽ gửi tới các bạn ván đầu thứ hai trong loạt video về Hồ Vinh Hoa trong ngày hôm nay, đó là ván mà ông đại chiến với kỳ thủ Liễu Đại Hoa, một người được coi là bộ não của châu Á với trí nhớ rất tốt. Vâng, và ngay sau đây xin mời các bạn đến với ván đấu vào năm 1989. Cách đây đã hơn 30 năm rồi nhưng mà vẫn để lại trong những người hâm mộ một trong những cái ván đấu hiện được trong những cái tài điều binh khiển tướng thiên tài của Hồ Tư Lệnh. Bên đỏ của Liễu Đại Hoa đi phương án pháo 2 bình 5 để tấn công, thì bên đen vẫn đỡ lại bằng bình phong mã cơ bản. Mã 2 tiến 3, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2 và mã 2 tiến 3 chơi bình phong tròn. Ở đây thì khác với biến trước thì bên đỏ không đi phương án khởi mã biên mà đã cho thúc bình 3 tiến 1 ngay. Bên đen Hồ Vinh Hoa bình 3 và bên đỏ pháo 8 bình 7. Sĩ 4 tiến 5, mã 2 tiến 3 và tới đây thì bên đen của Hồ Vinh Hoa có hai phương án có thể đi tiếp. Một là phương án tiến con pháo 2 tiến 4, nhưng mà đây thì bên đen không đi bên này. Mình sẽ cùng các bạn để phân tích qua cái hình thế đi như vậy thì sẽ dẫn ra tới đâu. Khi đó thì bên đỏ sẽ có thời cơ để binh 7 tiến 1 ăn qua một trong những cái thủ pháp phế tốt để tiến xe lên vị trí cao điểm. Sau đó thì thông qua những cái thủ pháp đấu quân để có thể chuyển lộ cho xe qua bắt đôi và lấy lại tốt. Đây là cái hình thế mà cả hai bên rất có thể sẽ đi vào, nhưng mà đây là cái hình mà bên đen các bạn thấy được là cũng đánh có rất nhiều điểm để có thể đánh. Ở trong thực chiến ấy, thì bên đen của Bình Hoa không chọn biến hóa đó mà ông đã lập tức đi con pháo 8 tiến 3 để bám vào con mã vừa đơn lẻ xông lên của bên đỏ. Đường cờ này khiến cho bên tiên bắt buộc phải thu mã về. Và bên đen tới đây thì các bạn thấy là sẽ nhiều người sẽ sai lầm khi đi phương án cờ là pháo 8 tiến 1 ở đây, thì biến này không hay, khi đó thì bên đỏ sẽ có thời cơ để nhấc binh 7 tiến 1 ngay. Sở dĩ trong hình cờ này là bên đen của Hồ Vinh Hoa đã phải cho pháo 8 thoái 1. Đây là một trong những cái cao chiêu mà một số bạn sẽ không hiểu hết được cái ý nghĩ của nó. Ở đây thì trong thực chiến ấy, thì bên tiên đã phải đi nước cờ là xe 9 tiến 1 hoành xe. Còn nếu mà phương án sai lầm mà đi phương án
binh 7 tiến 1 qua sông thì sao? Khi đó thì với con pháo ở đường Hà rất khỏe, bên đèn hoàn toàn có thể lao mạ lên, bên này có ăn lên thì có thể vật ngay. Sau khi vật để tiêu diệt được tốt thì các bạn nhìn thấy là đang đe dọa vật tượng. Ở đây thì đánh tiếp là bên đỏ có hai tướng cờ mà đánh như nào thì cũng sẽ bị kém phân khá là nhiều. Lên tượng đây thì có thể ăn ngay và chém mã vào tốt đầu. Đây là hình thế mà các bạn thấy là bên đen sẽ phản tiên. Còn trong trường hợp khác mà ăn xe lên trước thì sao? Khi đó thì bên đen sẽ vật ngay, bắt buộc phải lên tướng thôi. Lên sĩ thì mất hai xe ngay, vật qua. Và đây vẫn là cái hình thế mà bên đen các bạn thấy được là cấu kết được các quân cũng rất là mạnh. Ở đây thì sai lầm, nếu mà ăn con mã ở đây thì các bạn thấy là sẽ không hay. Khi đó thì bên đỏ sẽ lấy lại được cục diện bằng phương án thoát mã lên đây, ép bên đen phải bình pháo vào để giữ quân và tiếp tục sẽ lắc pháo qua. Và đây là cái hình thế mà bên đỏ sẽ cướp được những đường tiên cơ. Và đây là một trong những cái kiến giải mà mình muốn gửi tới các bạn yêu cờ để các bạn có thể hiểu thêm về trong những cái mạch đánh của những danh thủ. Trong thực chiến thì bên đỏ của Lưu Đại Hoa, một người được coi là bộ não hàng đầu của châu Á, khi ông có trí nhớ vô cùng tốt khi có thể đánh cờ mùa lên tới 20 bàn, đã đi nước cờ là hoành xe trợ lực. Tượng 3 tiến 5, bình xe qua lụ 6 và phương án tiếp theo mã 3 tiến 2 ép buộc bên đỏ phải khởi mã của đường biên. Sau đó là phương án binh 1 tiến 1, một trong những cái mạch đánh rất hay và liền mạch của bên đen. Ở trong bối cảnh này thì bên đỏ đã nghĩ ra một phương án biến chiêu. Ở bên ông Lưu Đại Hoa đã đi phương án cờ là 6-7 trói 1 để tránh trước cái điểm công của bên đen ở con mã đường biên. Hồ Vinh Hoa xe 1 tiến 3 và bên đỏ đã xe 2 tiến 4 ngay, ăn mã vượt tốt biên. Và phương án tiếp theo là đã đi phương án tiến xe lên vị trí cao điểm. Nhưng mà đây không được coi là một trong những cái biến mạnh. Sau đó thì bên đen đã có tung được rất nhiều những cái chiêu pháp để tấn công. Đầu tiên là phương án binh 1 tiến 1 để trợ lực. Bên đỏ đã phải cho rẽ pháo qua, tiến pháo lên cao điểm, pháo 2 tiến 3 nhờ con tốt ở đường biên giữ quân. Các bạn thấy được đây là cái hình thế mà bên đen đã cấu kết được rất nhiều quân để có thể tấn công. Trong thực chiến thì bên đỏ đã phải thu pháo, thu con xe 2 thoái 2 về bởi lo ngại các lực cờ rất mạnh của bên đen. Nếu mà sai lầm ở đây đi phương án cờ là sĩ 6 tiến 5 thì sao? Khi đó thì bên đỏ sẽ có thủ pháp mở tiếp binh 7 tiến 1 qua để tấn công. Ở đây nếu mà xe thoái về, khi đó thì bên đen sẽ đấm tiếp binh 3 ép xe chạy đi và phương án binh 7 tiến 1 thì ưu được rất nhiều tốt qua sông. Ở trong biến này nếu mà đi phương án mã 3 tiến 4 thì sao? Khi đó thì bên đen có thể ăn ngay, ép xe vào và pháo 8 tiến 1 để ép chặt trận hình của bên đỏ. Các bạn thấy là bên đỏ rất khó đi trong cái bối cảnh trên. Sau khi xem ván này thì mình thấy đây là một cái ván cờ mà bên Hồ Vinh Hoa thi đấu rất đỉnh cao. Ông đi như một cái máy vậy. Nó khiến cho bên của Lưu Đại Hoa, mặc dù là cầm bên đỏ đi tiên, nhưng các bạn thấy được là quân đều đứng ở vị trí thủ, không thể công được. Ở trong thực chiến của hình cờ khi đánh tới đây thì bên đỏ nhận ra sự nguy hiểm của các lực quân trên bờ Hà, đã phải cho thoái xe về trước để tránh đòn. Bên đen tiếp tục pháo 2 tiến 2. Đây toàn là những cái đường đánh rất khó chịu. Lên sĩ tiếp tục đấm binh qua, thoái về và vật ngay, chuyển xe qua, sau đó là phương án lắc tốt qua tránh đòn. Lao mã lên, bên đen binh 5 tiến 1 để có thể đưa được con mã 7 tiến 5 về sau để có thể tham gia tấn công. Lắc pháo qua và chuyển tiếp con xe 1 bì 6, thoái về, chuyển vào trung tâm để đưa con tốt đầu lên hậu công. Bên đỏ xe 4 bình 5, bên đen tiếp tục tiến tiếp vào 8 đến 2. Các bạn thấy được là bên đen của Hồ Vinh Hoa trong cái ván cờ này đi rất hay, nó khiến cho trận hình của bên đỏ đều đứng ở cái vị trí thủ và không thể công được. Từ đầu trận đến cuối trận thì các bạn có thể thấy, để ý là chỉ có một vài tình huống là bên tiên phải nhấc quân lên cao điểm thôi, còn đều đứng ở phần sân nhà hết. Xe 3 tiến 2 và bên đen đi một nước cờ cũng rất là ảo diệu, đó là phương án lấy thoái làm tiến, pháo 8 thoái 3 để có thể mở đường pháo 8 binh 7, bắt xe bắt cục ép một bên đỏ phải chạy qua, và từ đây là cắm pháo giáp rất là nguy hiểm. Các bạn thấy được là các quân của bên đỏ đứng vào vị trí rất xấu,
con pháo thì đứng ở cái hàng tình đã làm cản mắt tượng, về sau thì cũng không thể phòng thủ được trước sức tấn công kinh hồn của thập biên báo Hồ Bình Hoa trong cái ván đấu ngày hôm nay. Lắc qua, tiến xe vọ vật tượng lên tượng trước tránh đòn và lao mạ lên. Tới đây thì các bạn thấy được là bên đen đã ưu thế rất nhiều. Mình sẽ cùng các bạn đi nhanh cái ván đấu này. Ăn qua và lao mã lên, dọa bắt xe bắt tượng. Ở đây thì biết là bị bắt tượng rồi nhưng cũng không thể đi nước cờ là bình con xe 1 bình 3 được. Bởi các bạn thấy là khi mà bên đen trước đó đã lắp được con mã 1 đến 3 thì sẽ phục cái thủ pháp tiếp theo là có thể thoái về và ăn và sĩ tâm thua ngay. Do đó bị bắt xe như vậy thì bên tiên tiếp tục nhún nhường một bước bằng phương án xe 1 thoái 1 để cho bên đen đi cờ như chỗ không người, lập tức ném mã ăn tượng ngay, thoái mã về và vật sĩ. Ở đây thì sĩ cũng không thể thoái về được. Các bạn thấy được là bên đen trong cái ván cờ này đánh rất hay. Bên đỏ đã cho pháo xe 1 bình 2 để mong muốn là đấu quân do có con pháo đang đứng nằm căn, nhưng mà bên Hồ Bình Hoa không nghĩ như vậy, ông lập tức tung mã che đòn. Và tới đây thì các bạn thấy được là bên đỏ đã phải cho pháo ăn qua và mất không quân, như vậy là thua. Ở trong cái hình cờ này mình sẽ cùng các bạn để dừng lại một chút. Ở đây trong cái bối cảnh này mà bên đỏ không đi được cờ như trên thì sao mà lắc qua đây, thì liệu có được không? Khi đó thì bên đen sẽ có thời cơ để vật qua đường tượng ngay để chiếu tướng, ép buộc phải thoái sĩ về, và khi đó sẽ là một cái đường cờ phế quân có thể nói là siêu kinh điển. Ăn ngay, ép qua và phương án ném mã dọa cục. Đây là một trong những cái kiệt tác của Hồ Tư Lệnh. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký để đón chào những video mới của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.